Thấy Chibu làm ca sĩ, Minh Quân bức xúc kiến nghị thẳng lên cục nghệ thuật biểu diễn, đưa ra yêu cầu choáng. Thêm một nghệ sĩ tên tuổi quyết định lên tiếng về hiện tượng âm nhạc ồn ào trong V-pop. Tiếp tục cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, đồng nghĩa với việc Chibu sẽ phải đương đầu, đấu chọi với búa rìu dư luận và những người trong giới. Lùm xùm lớn nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay của mỹ nhân Hà Thành hứa hẹn sẽ còn kéo dài, bởi càng ngày càng xuất hiện nhiều nghệ sĩ tên tuổi quyết định lên tiếng. Ở những diễn biến mới nhất, ca sĩ Minh Quân đã ngầm bày tỏ quan điểm của mình trên trang cá nhân. Status của giọng ca sinh năm 1980 nhận được sự ủng hộ của đàn anh Bằng Kiều thông qua một nút like. Minh Quân viết với giọng cấp bách nhưng cũng đầy hài hước và châm biếm. Đia toàn thể anh chị em ca sĩ Việt Nam, chắc là đã đến lúc cục nghệ thuật biểu diễn cần phải thanh lọc và cấp lại thẻ hành nghề cho những người cầm mic hát trên sân khấu, kiếm tiền với danh xưng ca sĩ rồi. Kính đề nghị Chủ tịch Hội đồng nghệ sĩ sân khấu và Chủ tịch Hội bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn cùng các anh chị em đồng nghiệp cho ý kiến thực hiện. Sau đó sẽ có đơn trình Bộ Văn hóa Cục Nghệ thuật Biểu diễn xem xét và đưa ra quyết định. Dòng trạng thái của Minh Quân được Bằng Kiều like. Chữ CB mà Minh Quân nhắc đến chính là Chibu. Nam ca sĩ ngầm phản đối con đường cầm mic của đàn em. Minh Quân thường xuyên có những phát ngôn nhằm đánh giá về các hiện tượng giải trí và xã hội. Nam ca sĩ chê bai nhan sắc của Hoa hậu Trái Đức 2017, ủng hộ việc phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn của Đức Phúc. Mỹ nhân Việt và nỗi ân hận muộn màng với quá khứ ly hôn. Có lẽ mọi sự hối hận đều đã quá muộn màng, nhưng việc các mỹ nhân Việt nói ra hai chữ ân hận đã là dũng cảm và mong muốn tìm được sự an yên trong tâm hồn. Cát Phượng, cái sai của tôi là ly dị quá nhanh. Thái Hòa và Cát Phượng nên duyên vợ chồng sau thời gian làm việc chung ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 2 năm, dù cả hai đã có chung một bé trai với tên gọi ở nhà là Cu Bơm. Trong chương trình Sao Ánh Hào Quang mới đây, nữ diễn viên hài khẳng định mình đã sai khi vội vàng ly hôn với Thái Hòa vào thời điểm ấy. Nhìn lại chuyện cũ, Cát Phượng cảm thấy rằng Hào Quang cho mình khán giả nhưng lại lấy đi hạnh phúc lứa đôi khi đẩy chị và Thái Hòa tới kết cục chia cách. Sự đơn độc ấy lớn dần đến nỗi Cát Phượng không hiểu được những tổn thương của người đàn ông lớn thế nào khi bị lép vế trước thành công của vợ. Cái sai của tôi là ly dị quá nhanh, để giờ thương Bơm không có mái ấm trọn vẹn, Cát Phượng nức nghẹn nói về chuyện cũ. Yêu nhau 4 năm nhưng chia tay sau 7 ngày thành hôn, Thái Hòa Cát Phượng khiến giới nghệ sĩ thời đó vô cùng sốc. Nhiều người đồn đoán với những lý do khác nhau vì lý do họ chia tay quá độ chóng vánh. Giờ đây nhìn lại, Cát Phượng thừa nhận mình đã sai vì vỏ đón vội vàng, để rồi phải ân hận mãi mãi. Nữ diễn viên run rẩy, cảm ơn Thái Hòa đã giúp tôi lớn lên. Tôi mang nợ Thái Hòa suốt đời vì đã khiến anh tổn thương quá nhiều. Thanh Hà, nếu quay ngược thời gian, tôi nhất định không bao giờ muốn ly hôn. Có một sự nghiệp thành công, nhưng đường tình duyên của Thanh Hà lại có vẻ như khá lận đận. Sau khi kết hôn với Andy Ho, Thanh Hà sinh con gái Quỳnh Tiên. Thời gian ở cử, nữ ca sĩ rất nhớ sân khấu nên cô đi hát trở lại chỉ sau 5 tuần sinh con. Tuy nhiên, khoảng thời gian bắt đầu trở lại sân khấu cũng là lúc cuộc hôn nhân xuất hiện rạn nứt. Sau đó Thanh Hà chủ động nói lời ly hôn. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Thanh Hà tái hôn. Ở cuộc hôn nhân thứ hai, cô tiếp tục gặp dông bão vì vẫn giữ nguyên quan điểm như vậy. Ly hôn lần hai khiến Thanh Hà bị ám ảnh, tổn thương và gần như tuyệt giao với cuộc sống bên ngoài. Tuy nhiên, khi nhắc đến hai cuộc hôn nhân trong quá khứ, Thanh Hà không ngừng ngại nói, nếu quay ngược thời gian, tôi nhất định không bao giờ muốn ly hôn ở lần đầu cũng như lần thứ hai. Tôi muốn cố gắng hơn nữa để được ở với người đó. Nhưng lúc đó vì tôi quá trẻ, nóng tính và háo thắng, nên cứ nghĩ nếu không được thì thà buông bỏ để tìm cơ hội làm lại cái khác. Nhưng mà tôi hoàn toàn sai, vấn đề là bản thân mình có chịu đựng được nhau, nương nhau để tìm được điểm chung ở giữa thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Hoa hậu Thu Thủy, tôi hối hận mỗi ngày. Bên cạnh sự thành đạt, dư luận luôn dành mối quan tâm đặc biệt lớn đến với cuộc hôn nhân kín tiếng của Hoa hậu Thu Thủy. Gắn bó hai lần với những người đàn ông thều thuộc hàng đại gia, Thu Thủy kết hôn lần đầu ở tuổi 26, 3 năm sau đó cô đệ đơn ly dị chồng. Quay về với tình trạng độc thân, Hoa hậu năm 1994 cũng gặp được những người đàn ông đồng cảm. Tuy nhiên chưa đủ duyên nợ nên họ không đến được với nhau. Hiện tại Thu Thủy là mẹ đơn thân, nuôi nấng hai con trai. Nói về quyết định ly hôn ngày ấy, Thu Thủy cho hay, tôi hối hận mỗi ngày ấy chứ.
Nhưng không vì thế mà tôi vội vã đi tìm một cuộc hôn nhân khác. Điều cần nhất cho một người phụ nữ là có hay không có hôn nhân, dù là có dám bước qua hay chấp nhận hôn nhân kể cả khi nó không mấy hạnh phúc, đó là hãy là chính mình. Sai lầm lớn nhất của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, đó là tự huyễn hoặc mình trong những thứ ảo tưởng hạnh phúc, đạo đức nào đó và trở thành nô lệ của chính cái mô hình hạnh phúc mà họ rất tâm tạo dựng nên. Cô cũng cho rằng phụ nữ bị đàn ông coi thường là vì họ hy sinh bản thân quá nhiều cho người khác và quên mất rằng không có hạnh phúc thực sự nào được sinh ra từ sự hy sinh hay đánh đổi cả. Và đừng nhầm lẫn sự hy sinh với sự cho đi. Bạn có thể cho đi rất nhiều thứ, nhưng đừng bao giờ hy sinh niềm vui và hạnh phúc của chính bạn. Thế nên, để bù đắp cho nỗi buồn đổ vỡ hôn nhân, Thu Thủy vùi mình vào công việc kinh doanh, cố gắng học hỏi thêm nhiều thứ. Đúng là tôi sợ đánh mất mình, tôi sợ đến một lúc nào đó các kỹ năng, tính toán, phương thức ngắm vào người tôi và tôi mất đi những cảm xúc, những trực cảm rất bản năng. Bên cạnh đó, cô cũng bỏ niềm vui vào đọc sách. Đọc nhiều đến một mức độ nào đó, những ấn tượng, những câu nói hoặc nhân vật nào đó ở trong bạn trở thành một phần của thế giới nội tâm của bạn. Và thế giới nội tâm ấy càng phong phú, bạn sẽ có đầy đủ nội lực để bước đi trên con đường gian khó này một cách an nhiên và thú vị. Trường Giang bị gái xinh trêu, tát trước mặt bàn dân thiên hạ. Xuất hiện cô gái cùng tên Trường Giang lùng và tiện tay tát yêu, nam giám khảo tại Thách thức danh hài. Sau nhiều mong ngóng chờ đợi của khán giả, Thách thức danh hài mùa 4 tập 1 sẽ chính thức lên sóng vào tối thứ tư tuần này. Ngay tập đầu tiên đã lộ diện nhiều thí sinh vô cùng bá đạo, làm giám khảo Trấn Thành, Trường Giang và MC Tiến Luật hoảng hồn. Trường Giang trào sân bằng bộ trang phục Thái Lan chói lóa, đi kèm dép tổ ong. Cây hài còn sổ một tràng tiếng Thái điêu luyện và hài hước, giới thiệu mình đến từ đoàn Lô Tô Bạc Liêu. Trong khi đó Trấn Thành lại rất ngầu, trong bộ đồng phục nhà hàng tiệc cưới. Bộ đôi giám khảo không quên chặt chém MC Tiến Luật, khiến anh tự nhận mình đang mặc nhân viên kiêng hành lý khách sạn. Hài hước hơn, Trấn Thành và Trường Giang liên tục tìm cớ để réo gọi tên Thu Trang, khiến nam MC chỉ biết cười trừ. Trong số thí sinh bá đạo ở tập đầu, phải kể đến cô gái Đặng Thị Cẩm Giang đến từ Sóc Trăng. Cô nàng đã chứng tỏ khả năng không phải dạng vừa khi cãi lại Trấn Thành. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng đá xéo giám khảo 10 khó, mình tên Giang nhưng không Giang bằng Giang kia. Tình huống càng được đẩy lên cao trào khi cô nàng chê Trường Giang lùng và tiện tay tát yêu nam giám khảo, không biết Trường Giang sẽ phản ứng ra sao. Một thí sinh không kém phần đặc biệt khác là Nguyễn Thành Tâm đến từ Cần Thơ, anh làm nghề lái xe ôm và đến với hành trang chỉ vỏn vẹn một giỏ trái cây quê. Tuy nhiên, trước khi đến với chương trình, Thành Tâm đã phải bán chiếc xe hành nghề và mượn thêm 2 triệu để làm lộ phí. Bá đạo hơn, anh chàng còn tiết lộ với giám khảo đã giả vờ chia tay người yêu tên Trang và quyết tâm thi Thách thức danh hài để có tiền về hỏi cưới người yêu. Một số thí sinh khác xuất hiện trong tập đầu tiên, Thách thức danh hài mùa 4 tập 1 lên sóng vào lúc 20:30 thứ Tư, ngày 22 tháng 11, 2017. MV Triệu View bị gỡ khỏi YouTube của Noo Phước Thịnh được chuyển thể thành cải lương. Các fan của nam ca sĩ cũng rần rần trước bản cover ca khúc Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi sang một phiên bản hoàn toàn mới lạ. Vài ngày qua, công chúng và fan của Noo Phước Thịnh đứng ngồi không yên vì sự việc MV Triệu View Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi bất ngờ bị gỡ khỏi YouTube. Theo đó, thực hư việc ca khúc này bị chặn cũng đã được hé lộ. Cụ thể, MV Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi đã vi phạm bản quyền vì sử dụng một ca khúc Epic Music có tên The Way của nhạc sĩ Jack Hamsay đã được mua độc quyền bởi công ty nước ngoài. Khi đó, Noo Phước Thịnh buồn bã và cảm thấy mình bất lực khi không thể làm cách nào để khôi phục MV. Ekip của nam ca sĩ đã cập nhật lại một sản phẩm khác thay thế cho MV. Vừa bị vi phạm bản quyền và các fan đang ngày đêm cày view để ủng hộ tinh thần của anh. Mới đây, ca khúc hit này bất ngờ được cover sang phiên bản cải lương bởi nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Khi vừa đăng tải phiên bản này lên mạng xã hội, thì đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Hầu hết ai cũng khen ngợi nghệ sĩ Bạch Tuyết đã chuyển thể một ca khúc nhạc trẻ sang cải lương quá ngọt ngào. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã góp phần mang truyền thống cải lương đến gần với giới trẻ hơn. Nhiều khán giả hâm mộ đã gửi lời khen tặng nghệ sĩ Bạch Tuyết hết lời, đồng thời họ còn không quên gửi lời cảm ơn đã ủng hộ tinh thần cho Noo Phước Thịnh sau sự cố vừa qua.
Hương Giang Idol khoe dáng ở Hy Lạp, nữ ca sĩ tiếp tục khai thác vẻ gợi cảm trong sản phẩm mới Vì Yêu Mà Đến. Hương Giang khoe loạt ảnh chụp tại đảo Santorini, Hy Lạp nhân dịp ra mắt MV mới Vì Yêu Mà Đến. Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ mặc đầm xẻ thân cao, khoe chân thon và vòng một bốc lửa. Vì Yêu Mà Đến là bản EDM thuộc thể loại chill step bắt tay do nhạc sĩ Văn Thiên Hạnh viết, bản Khói Khí được DJ Zil thực hiện. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của rapper Tiakat để hoàn thiện ca khúc. Trong sản phẩm mới, Hương Giang vẫn muốn khai thác vẻ gợi cảm của mình, có chút nổi loạn. Cô nhuộm tóc sáng màu và diện những trang phục ôm sát, các xẻ táo bạo trong những thước phim ngoại cảnh ở Santorini. Hương Giang chia sẻ, có lẽ mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô dâu hiền dịu quen thuộc, ai cũng giống ai. Riêng tôi thì lại muốn đám cưới hay tuần trăng mật của mình nên là một kỷ niệm gì đó nổi loạn, đi bất cứ đâu. Làm bất cứ điều gì mình thích, thậm chí là điên rồ, nhưng chỉ hai người cảm thấy vui là được. Đó là một trải nghiệm mà tôi nghĩ về ngày hạnh phúc của mình. Trong đoạn teaser 20 giây, Hương Giang Idol xuất hiện với hình ảnh dịu dàng nhưng không kém mừng nóng bỏng. Cô diện bộ đồ body suit màu trắng, khoe vóc dáng gợi cảm dưới phong cảnh hoàng hôn ở Santorini, Hy Lạp. Teaser khép lại với màn khóa môi nóng bỏng của nữ ca sĩ cùng người yêu điển trai. Chibu bị chửi sắp mặt, Gil Lê và chị gái vội treo status dằn mặt dân mạng, đọc mà sốc. Phản ứng của bạn thân và gia đình khi Chibu bị scandal bủa vây. Cái tên Chibu hiện đang là tâm điểm của cộng đồng mạng thời gian gần đây. Có thể nói, chưa một nghệ sĩ nào lấn sân sang con đường ca hát lại gặp phải nhiều trắc trở gian nan như mỹ nhân Hà Thành. Nguyên nhân một phần cũng bởi loạt phát ngôn bị cho là tự tin thái quá của cô nàng về bộ môn nghệ thuật đòi hỏi năng khiếu bẩm sinh này. Không để bão tố thì phi quật ngã, Chibu và ekip vẫn miệt mài cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Mới đây, quản lý của người đẹp cũng tiết lộ Chibu cảm thấy vẫn ổn, không hề có dấu hiệu của sự buồn bã, chán nản và suy sụp. Để vượt qua được thử thách chông gai, Chibu đã nhận được sự khích lệ rất lớn từ người bạn tri kỷ Gil Lê và gia đình. Mọi người đã cùng nhau chia sẻ status để động viên cụ hot girl. Sau 2 năm, Nhi đã lớn hơn nhiều, con đường đã chọn và đang đi cũng chỉ mới là bắt đầu. Càng khó khăn, Nhi sẽ càng chăm chỉ phải không? Cố lên, Tú vẫn luôn bên Nhi. Tin hai nhân vật đóng vai bạn thân trong phim do Gil Lê và Chibu thủ vai. Dư luận không đau thay mình, sướng thay mình, cũng như không đói no cùng mình được, hãy đạp lên nó mà sống. Chị gái Chibu động viên em giữa scandal. Mình thích câu kết của bài này và cũng là lời muốn nói với con gái út của mẹ. Tuổi trẻ hơn nhau ở chữ dám, dám làm, dám chịu, dám thử thách chính mình. Mẹ biết con đã tiếp tục đam mê nghệ thuật một cách nghiêm túc, với một lòng dũng cảm, cố lên con yêu. Mẹ Chibu luôn ủng hộ con gái. Mẹ biết con đã tiếp tục đam mê nghệ thuật một cách nghiêm túc với một lòng dũng cảm, cố lên con nhé. Bố của người đẹp chỉ âm thầm chia sẻ các sản phẩm của con gái mình. Nhìn thấy hầu như cả gia đình rất tự hào về Chibu.